đến. Ủa, dưới này cũng là con này cũng con năm mà ta. Không phải. Cái năm nó có gì đó cái đây trồng mía mà. Bây giờ đi ăn uống trước nha. Bây giờ mình sẽ uống trước trái dừa này, mình review cho mọi người coi ngọt không. Nước ngọt lắm. Chào tất cả mọi người đã đến với kênh Hương Tình Miền Tây. Thì hôm nay thì mình lại tiếp tục dẫn mọi người đi ra cùng kênh. Và mình đang ngồi trên chiếc ghe để chờ nhóc Tình lấy con dao ra để đi chặt dừa. Và hôm nay mình sẽ dẫn mọi người chúng ta đi chèo ghe đi ra ngoài cái đám dừa chặt dừa cho mọi người xem cảnh ở dưới miền Tây như thế nào. Trên đây là thằng nhóc Tình nó đang chào mình để chèo ghe rước nó đi hái dừa. Bây giờ mình sẽ chèo ghe vô cho mọi người coi nha. Đây, nắm đuôi lại, nắm đuôi lại. Mình đang ghe ghe lại đó mọi người. Đó. Chưa, để túc quẹo qua cái hả? Rồi, phóng. À, đi giúp nó đi. Phóng được không? Phóng được không? Đó. À, nhóc Tình đang lên đó mọi người. Bây giờ mình đi đường nào ta? Đi đường dưới quẹo luôn. Quẹo quẹo ngưỡng hướng đường kia về xuống hả? Hang này. Đi này đi, đi này cho rộng. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi con đường rộng nha. Tình, cầm máy quay cho anh Tình. Giờ mát dữ ta. Phải không? Nay nắng quá. Mình sẽ nhớ nhấn nút like và đăng ký ủng hộ mình nha. Đăng ký nước mát thì ghê ha. Mát. Lên lạnh như tắm vậy. Ngày này giờ tắm hay là thầy luôn á. Hồi nãy lên lấy cái chặt dừa thì tao có năm nói gì đâu, có nói gì không? Không. Đã luôn nè đi. Nắng lên đó. Nắng lên đó, đẹp ơi. Chưa đây hăng luôn hả? Chưa luôn. Chưa có ai hả? Mà đi ăn trộm. Rồi, coi chừng có ông nghe anh hai. Ông bay ra, ông quýnh cái phù mỡ luôn. Đây, quýnh này đi. Cái này dễ lên. Dạ tới bến rồi mọi người ơi, giờ mình sẽ tấp vô nha. Mà ở đây cũng cạn mà. Cạn, cái này cạn. Nhắc luôn á. Trên kia kìa, múc mới sao. Ủa, vậy sợi dây nằm bên cưng phải không? À, cái đầu dây nằm bên cưng á. Nè anh cầm. Đây. Ây da, đâu vậy? Lấy dây lên. Đâu? Đó kìa, dây kìa. Nè. Ừ. Cầm dây đi, để anh quay đầu, để anh quay đầu lại. Đây là tới bến dừa đó nha mọi người. Đây là bến dừa của mình nè. Mình sẽ bây giờ mình sẽ vô đi hái dừa. Để lên Lương Tình. Ừ. Cái cây mất tiêu luôn rồi. Ủa, cái cây gì? Ở đây không có hả? Thôi giờ mày dậy mình bơi lại bến kia đi. Nè. Lại bến kia đi, lại bến kia đi. Xuống đi, xuống đi. Bến kia hả? Đây nè, đây nè, bến này nè. Đâu đâu. Anh bơi luôn. Hả? À, dìa lại, dìa lại. Dìa lại một tay luôn. Qua. Lại móc qua cưng. Khiêu nó qua. Được chưa? Đây. Đây hả? Đây hả nè. À cho nó coi đâu có cây phải không? Rồi vô đây đi. Cậu lại có những cây nào cũng được, cũng được. Có không?
Cậu đây cậu cho đi. Ngồi máng như vậy thôi, nó cũng có đi đâu. Ông ấy đi chúng chứ bắt lỗi ra. Rồi bây giờ tới nào, giờ mình sẽ lên mọi người ơi. Được không? Được chứ. Ok. Để đây đi đi. Rồi lấy giờ lên giúp anh nữa. Quên. Thôi cỏ đâu. Bây giờ mình với Nhóc Dừa đã Nhóc Tình đã lên tới cái bến dừa rồi. Mình sẽ đi chặt dừa. Ở đâu có dừa nào Tình? Em cũng không biết nữa. Trên cây á. Dừa của ta đi anh đi. Con cấp đại. Ta tưởng sao? Cầm nó dễ Tình. Nè dừa trong đây nè. Ừ? Trong đây nè. Thật có không á. Mình đã tìm được bông dừa ấy rồi, bây giờ mình sẽ chặt dừa nghe. Dừa này dừa ăn cắp. Giờ mình uống ở đây mình uống hai thằng trái thôi, chút mình đi ra kia mình uống này ngọt hơn không? Anh dặn luôn á trên. Rồi dặn đi. Dặn mà. Anh cảm ơn cảm. Mày bắt cái chữ chết. Dừa với mình là lùng lùng vậy không á. Mà trái rất là nhiều. Đi đi. Bây giờ đi ra chỗ trống rồi chặt. Hay chúng coi nghe nó có ổ thì dâu thì thốt luôn á. Dạ. Anh tái chừng cái á. Chết mẹ vừa này khô rồi. Kệ uống nước mà. Dừa với cũng là của năm mà ta. Không phải. Của năm nó có gì đó đây, ở đây trồng mía mà. Bây giờ đây anh uống trước nha. Ừ. Bây giờ mình sẽ uống trước trái dừa này, mình review cho mọi người coi ngọt không. Nước ngọt lắm. Dừa ăn cạo hồi nào uống nước ngọt nghe nè, bắt rồi. Hết luôn hả? Hết luôn, ngủ miếng nước luôn. Anh uống nữa không? Anh uống rồi. Em uống đi. Anh trái à, chút nó đi vô chặt trái khác. Ngọt không? Ngọt. Dừa này nó già chứ ngọt. Ngon. Uống lại ăn mắt luôn. Trái một rồi uống phê rồi. Nghĩ sao ăn cắp xong uống xong chục đã không? Đây là cái vườn dừa mình trèo vừa ghe thấy vườn dừa mình ghé ăn cắp luôn. Đi lại thấy cái vườn dừa kia không? Đi lại chặt vườn kia luôn. Nè. Chặt trái nữa uống xong vậy. Uống xong bơi. Uống xong bơi đi. Vườn dừa rất là lớn nha các bạn. Buồn trên anh hai.
bụi này cũng già rồi. Chặt thử đây, chặt thử nó vừa này cái non không? À, hết rồi nữa. Thôi, trái nữa được rồi anh Hai. Em không uống hả? Thôi, sợ quá. Ăn cắp mà sợ gì? Ăn cắp mà không sợ. Lâu lâu mình quay YouTube mà mình ăn cắp vừa ai chửi chạy. Rồi giờ khô nữa rồi. Khô nữa, không giờ được. Đỡ hơn nãy. Ngon không? Được cảm hứng cho mọi người coi vậy. Ok, quá ngọt luôn mọi người. Nếu mọi người có dịp mà về Bến Tre mình á, mọi người vô vườn dừa chặt uống rất là tuyệt vời. Rất là ngọt. Ăn cắp cũng rất là ngon. Về hội họp á. Thôi mình ăn cắp dừa ở đây là mình cũng hồi hộp lắm à mọi người. Thôi giờ cảm ơn mấy bạn đã xem video của mình nha. Mọi người nhớ nhấn nút đăng ký để xem tiếp những cái